các trò dở sách bút ra. Nhân chi sơ, tính cầm nhầm. Bắt đầu lòng hoàng rồi đây nha. Tiên học lễ, hậu là vợ vua. Nhặt hết cỏ ở sân trường. Một cái bánh giá một hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu? Mang tính thầy giáo mà còn không biết. Mày đặt hỏi học sinh. Sách rơi là thụt lớp. Câu này con biết, con mới đi chợ với mẹ. 10 cái 9 hào thưa thầy. Sao lại 9? Cho tính lại đi. Tính vào mồm thầy, lần nào cũng con mẹ con trả mặc cả. Bỏ nghe. Môn địa lý. Wow. Đây là khu rừng Amazon, nơi có rất nhiều rắn độc. Wow. Thầy giỏi thật, cái gì cũng biết. Chào thầy giáo. Trời ơi, một con rắn độc. Thưa thầy, tôi vừa chẳng may tự cắn vào lưỡi. Vậy tôi có bị trúng độc không? Kìa thầy, trả lời đi chứ. Ai ơi mà. Thầy, sao thế?